Những địa điểm chụp ảnh cưới đẹp nhất Hà Nội. Ảnh cưới sẽ là những bức hình lưu giữ lại những điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của các cặp vợ chồng. Chính vì thế, địa điểm chụp ảnh cưới cũng được các cặp đôi lựa chọn rất kỹ lưỡng để có thể có được những bức ảnh cưới đẹp nhất. Và dưới đây là những địa điểm chụp ảnh cưới đẹp miễn chê và được nhiều người yêu thích nhất xung quanh Hà Nội. 1. Phim trường Sydney Garden. Nằm ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy, không hề xa trung tâm thành phố mà lại cực kỳ dễ đi luôn nhé. Đi cầu Trương Dương xuống rẽ tay phải hướng Aeon Mall Long Biên, đi thẳng theo đường D 1,5 km là tới phố Thạch Cầu, hay phố khoảng 1 km là tới Sydney Garden ở phía bên trái đường. Đây là một khu đất tự nhiên ven sông Hồng với không gian phủ kín một màu xanh mướt của những đồng cỏ chạy dài tít tắp, vô cùng rộng rãi thoáng đãng với mênh mông đất trời sông nước. Sydney Garden không thua kém bất kỳ phim trường chuyên nghiệp nào, thậm chí còn có phần hoành tráng hơn. Sydney Garden mang phong cách cổ kính sang trọng của châu Âu, kết hợp với một số điểm nhấn phá cách mới mẻ. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm cảm giác lãng mạn ở vườn cổ tích, lâu đài thời gian hay khu nhà được thiết kế hoàn toàn bằng tre với phong cách đồng quê và nhiều hơn thế nữa. Tất cả những khung cảnh đẹp nhất đều được nâng tầm hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động phục vụ cho các cặp đôi cô dâu chú rể đến chụp ảnh cưới. Không những vậy, Sydney Garden còn có một khu dịch vụ rộng rãi để mọi người có thể thay đồ và nghỉ ngơi. Vé vào phim trường khoảng 300.000 cho các bạn chụp full thời gian. Địa chỉ: chạy sông 327, phố Thạch Cầu, quận Long Biên. 2. Thảo Nguyên Hoa Long Biên. Bạn muốn có một album ảnh tràn ngập sắc hoa? Đừng bỏ qua phim trường Thảo Nguyên Hoa Long Biên, thiên đường của các loại hoa. Nằm trên bãi Thạch Cầu, phường Long Biên, đối diện vườn nhãn Gia Lâm, nơi đây trở thành một trong những phim trường đẹp nhất Hà Nội. Để đi đến Thảo Nguyên Hoa Long Biên, bạn đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy, đi khoảng 1,5 km nữa rồi rẽ vào đường Thạch Cầu, đi tầm 1 km nữa là tới. Giá chụp ở đây cũng khá rẻ, gói chụp ảnh cưới là 350.000 đồng trên 5 người, full thời gian, phát sinh thêm người là 50.000 đồng một người. Địa chỉ: Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội. 3. Phim trường Santorini. Phim trường Santorini là phim trường có địa điểm khá gần trung tâm Hà Nội, nằm ngay gần công viên Yên Sở, được biết đến là một lá phổi xanh cung cấp lượng oxy lớn cho toàn thủ đô Hà Nội. Có lẽ chính nhờ vị trí nằm cạnh công viên Yên Sở nên có khá nhiều cặp đôi khi lựa chọn thực hiện bộ ảnh cưới ở công viên này, có xu hướng kết hợp với việc chụp ảnh cưới ở cả phim trường Santorini hoặc ngược lại. Không khí ở đây rất dễ chịu bởi không gian xanh dễ thở, tránh được sự tấp nập bụi bặm của thành phố, nên thực sự đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới của mình. Chỉ với 30 phút để di chuyển từ thị khu tới để chụp ảnh cưới tại phim trường Santorini là bạn có thể được hòa mình vào với không gian rộng lớn, dễ chịu và vô cùng đẹp mắt người rồi. Vé vào cửa của phim trường Santorini thực tế là 450.000 đồng cho toàn bộ ekip và chi phí đi lại sẽ được bao trọn gói khi bạn tham khảo và lựa chọn các gói dịch vụ của Luxury Wedding. 4. Phim trường Smiley Village. Phim trường Smiley Village nằm ở thị trấn Đông Anh, đối diện với khu di tích cổ Loa Thành, cách trung tâm Hà Nội khoảng 12 km và đang là địa điểm chụp ảnh cưới được rất nhiều cặp đôi ưa chuộng. Vì khá gần trung tâm Hà Nội nên các bạn hoàn toàn có thể đi trong ngày, vô cùng tiện lợi. Phim trường Smiley Village gây ấn tượng bởi diện tích rộng lớn lên tới 5 ha. Toàn bộ phim trường là một tác phẩm vô cùng hoàn hảo với các công trình được xây dựng với thiết kế tinh tế, mang đậm hồn cốt của kiến trúc châu Âu. Ngay từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Smiley Village nhanh chóng trở thành địa chỉ được các nhiếp ảnh gia cùng nhiều cặp đôi săn lùng. Địa chỉ: Đồng Hội, Đông Anh, Hà Nội. Giá vé cho các cặp đôi là 500.000 đồng trên một tiếng đầu tiên và 400.000 đồng cho các tiếng tiếp theo cho ekip 6 người.